khoan anh, mình phải dùng suy nghĩ siêu nhanh để định vị yêu quyết ở đâu luôn. Dạ. Các bạn ơi, Vinh Tiền Lẻ đang dính bẫy của Tuấn Tiền Tỷ rồi. Bây giờ Vinh Tiền Lẻ chuẩn bị thành sát uyết rồi đấy. 3, 2, 1, tinh. À, sao ta lại trở nên như thế này? Ta đọc mấy tiếng đồng hồ, bố mẹ mình vẫn chưa đến đón. Lâu quá ấy. Các bạn ạ, bố mẹ các bạn có đón muộn như bố mẹ mình không? Bố mẹ mình đón muộn lắm. Cô đói thế, đói thế. Mình không thể nào tự về được. Nhưng mà về nhà sợ lắm. Vừa đói vừa sợ. Đói sợ thế. Bố mẹ sợ. Bọn trẻ con bây giờ xuống cả đi mọi người đưa đi đón về. Thế mà mình chẳng bắt được đứa nào làm tay sai bán hàng cho mình. Bọn trẻ con đúng là xuống thật. Công tử bột đi rồi, nhìn mặt khéo khỉnh chắc là được việc đi. Người lấy hoa hoa để dỗ cô bé này mới được. Sao giờ này cháu vẫn ngồi ở đây? Bố cháu đợi bố cháu một tiếng đồng hồ, bố cháu vẫn chưa đến đón. À, hôm nay bố cháu có việc bận đột xuất nên nhà chú đến đón cháu đấy. Dạ thế à? Cháu không đi đâu. Thằng này khấu khỉnh mà thông minh thật đấy. Thế à, bố cháu còn nhà chú mang uva cho cháu đây này. Bố cháu đúng là tâm lý thật. Ôi, trời sắp tối rồi. Cháu cứ ngồi đây, có nhiều kẻ bắt cóc lắm đấy. Ô, kẻ bắt cóc á chú? Ô, cháu sợ kẻ bắt cóc á. Thôi chú mang vua cháu, hãy chú cháu mình về đi. Chú, đây đâu phải có đường về nhà cháu đâu. À, chú đi đường tắt. Ê, sắp về nhà mình rồi. Đi. Ô, chú ơi, đây là cổng nhà cháu rồi mà. Chú có à, chú đưa cháu về nhà cháu đâu. Mà chú đưa về nhà chú ấy. Chú kể bắt cóc à? Cháu không để ai chú bắt cóc ở đây à? Chơi nút ván game không đi đón cũng được. Chết rồi. À, đồng hồ, mình có đồng hồ, mình sẽ gọi cho anh Tuấn Tiền Tỷ. Em quên rồi. Alo, em quên à? Alo, anh Tuấn Tiền Tỷ à? Anh ơi, anh đến nhà Vinh Tiền Lẻ cứu anh. Em đang bị anh Vinh Tiền Lẻ bắt em rồi anh ơi. Hả? Em bị bắt ở đâu? Anh đi ngay. Đồng hồ trợ giúp à? Bây giờ xem cháu còn gọi được cho ai nữa. Đi rồi em. Vinh Tiền Lẻ. Alo.
chuối vào cái cây này, nhốt được cái cây này xem gọi được cho ai nữa. Quan anh mình phải dùng suy nghĩ siêu nhân để định vị yêu quyết ở đâu luôn. Chính cổng trường ơi! Bạn ơi! Vào đây! Có chính là nhà của Vinh Kiều Lẻ đang giam giữ em Quyết của tôi! Bây giờ mình đã định vị được chỗ của em Quyết bị bắt. Bây giờ mình phải biến hình thành siêu nhân thôi! Để đến chỗ em Quyết. Đây là áo choàng tàng hình để giải cứu em Quyết. Và còn đây, cái không thể thiếu đó chính là kẹo hôn mê. Và còn đây đó chính là kẹo sáp ươm. Ăn vào thì sẽ biến thành sáp ươm. Bây giờ sẽ đi giải cứu em Quyết rồi. Các bạn ơi, đây là nơi mà Vinh Kiều Lẻ đang giam giữ em của tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng áo choàng tàng hình để giải cứu em Quyết ạ. Vinh Kiều Lẻ chắc không nhìn thấy mình đâu, bởi vì mình đã có áo choàng thành ra. Bây giờ mình sẽ vào mở cửa nhé. Quyết kia rồi. Bây giờ mình sẽ vào giải cứu nhé. Trước khi mình giải cứu em Quyết, mình phải dạy cho Vinh Kiều Lẻ một bài học đáng đời đã. Quả này mình sẽ rất tốt của Vinh Kiều Lẻ. Đáng đời Vinh Kiều Lẻ. Quả này mình sẽ lấy kẹo Vinh Kiều Lẻ. Ai lại kẹo của ta đây? Xung quanh này không có ai mà cứ như con người đấy. Mình sẽ đánh chân Vinh Kiều Lẻ. Ai đánh chân mình đây đâu có biết đâu. Siêu người có tám hình được không? Hả? Dạ đúng Trang ơi. Không cần phải đi tìm người ấy. Có tay sai thì bán hàng cho mình rồi. Đi vào không kia. Khoan anh này. Anh có thấy mẹ không? Có. Em có cái kẹo thần thánh này ăn. Anh ăn phát à? Hết mẹ luôn. Anh ăn đi. Hả đâu? Em đâu nói đùa anh. Anh ăn đi. Đi vào không kia. Mẹ áo choàng này. Ăn cái kẹo xem. Anh Tuấn, giải cứu em ơi. Anh sắp giải cứu được em rồi. Chóng mặt thế. Mình cứ như là đang trên mày. Các bạn rồi, kẹo dề mà ăn như đang trên mày. Hai đứa đi đâu ấy? Em đi về. Anh cảm giác như anh trên mây. Anh ơi, em còn gói kẹo anh ăn một pha là tỉnh táo luôn. Tỉnh táo. Đấy anh ăn. Có đâu? Khát anh. Mình ăn trong tỉnh táo. Các bạn ơi, Vinh Kiều Lẻ đang dính bẫy của Tuấn Tiền Tỷ rồi. Bây giờ Vinh Kiều Lẻ chuẩn bị thành sáp ướt rồi đấy. 3, 2, 1, tinh. Chúng ta lại trở nên như thế này. Chúng ta lại trở thành sáp ướt. Phải. Đáng lời chưa Vinh Kiều Lẻ. Đúng là đồ bắt con của con thôi. Nên đi về. Tháo ra. Không nên tin lời người lạ nói nhá. Giống bạn Quyết hôm nay này, các bạn ý tin lời người lạ nói khi nên đã bị bắt cóc. Các bạn không nên tin lời người lạ nói nhá.